Có người đợi chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa suốt mấy chục năm mà không biết mệt, bây giờ đã đến lúc mở chiếc mặt nạ ra rồi nha cả nhà ơi. Yến Nhi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến. Trước tiên cho Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em nha. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Và hôm nay em xin chia sẻ về cô Linh Lan. À, hôm bữa anh cố nghệ sĩ Phương Hoa Long mất á, thì cô Linh Lan có phát biểu là mất 100 triệu chuyển khoản qua cho cái người lừa đảo đó. Thì cho tới ngày hôm nay á, cô Linh Lan cũng chưa có phát biểu lại cho quý anh chị cô chú bác cộng đồng mạng nghe là cái người lừa đảo đó là ai, có bắt được hay chưa, hay là có đưa lên cho công an, trình báo lên cho công an chưa, thì vẫn chưa có phát biểu. Mà cái vụ việc này là cho tới nay là 2 tháng rồi nha quý cô chú bác anh chị. Mà tại sao người lừa đảo 100 triệu đó không dám đưa cho công an vô cuộc vậy? Đúng không? Tại vì chính miệng Linh Lan phát biểu thì Linh Lan á phải có cái trách nhiệm với lời nói của mình, phát biểu xong công an vô cuộc thì phải lên á là hai xác minh lại cho quý cô chú bác anh chị em cộng đồng mạng để nghe để biết chứ. Chứ hả, mà một lúc mà một người chồng vừa mới mất như vậy, Linh Lan phát biểu ra cái người lừa đảo Linh Lan 100 triệu. Trời ơi. Cái này á, cái người lừa đảo này á rất là vô tâm, thành thử ra cái cộng đồng mạng này ai cũng muốn biết cái người vô tâm đó là ai nè, cái kẻ lừa đảo là ai nè. Mà đi lừa gạt cái gia đình người ta đang có tan gia bối rối như vậy mà đi lừa gạt 100 triệu của Linh Lan. Đúng không các anh chị cô chú bác? Chứ bây giờ hả, gần 2 tháng trời rồi Linh Lan ơi, mà sao chưa có lên hả phát biểu lại được cho mọi người nghe là cái người lừa đảo đó có vô công an vô cuộc chưa? Sao không dám xác minh lại cho mọi người nghe vậy? Vậy là không được rồi đó. Làm cái gì làm, mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình, đúng không quý anh chị cô chú bác? Phát biểu được người ta lừa 100 triệu thì bây giờ 2 tháng qua rồi, cái vụ việc này á, trình báo công an chỉ có tờ giấy xác minh của công an thôi, lên á là trình báo công an xong lấy cái tờ giấy đó lên cho quý cô chú bác anh chị em cộng đồng mạng đây nghe. Ừ đó, cái vụ việc này á, bây giờ em trình báo công an rồi hay sao hay sao hay sao thì phải lên phát biểu lại cho quý anh chị cô chú bác nghe cái câu chuyện đó thế nào chứ, đâu có mà im được, đúng không cả nhà? Làm cái gì làm cũng phải có trách nhiệm một chút, không phải là trẻ con. Ở trên đây là cái cộng đồng mạng, biết cô chú bác anh chị em trên này là hả, mình phải biết tôn trọng chứ không phải là lên phát biểu một chiều xong mà im như vậy là không có đúng rồi. Làm cái gì làm chứ em ghét nhất á, cái người lợi người nào á, mà hạ một người á đừng có lợi dụng á hạ, mà cái người á mất á mà nằm xuống á mà lên phát biểu mất 100 triệu cho tới nay mà xác minh không được. Nếu mà Linh Lan không lên phát xác minh lợi cho mọi người á, cộng đồng mạng cô chú bác trên đây nghe á, là coi như là Linh Lan á đang lợi dụng á cái người mất cái nằm xuống á đó, người mất nằm xuống á, người chồng ngoài á thú của mình mất nằm xuống á, mà bây giờ á hạ lên á phát biểu á mất 100 triệu như vậy, tính lợi dụng tình thương của cộng đồng mạng đúng không? Tại sao không dám xác minh vậy? Cái này á là cần phải xác minh lại cho mọi người nghe rồi, chứ không phải là cái chuyện này chuyện nhỏ. Trên đây là cái cộng đồng mạng, em xin nhắc lại, trên đây là cái cộng đồng mạng, đúng không? Linh Lan phát biểu mất 100 triệu rồi cho mọi người nghe, chẳng thà lúc đầu Linh Lan đừng có phát biểu thì mọi người không có cái chuyện của Linh Lan giải quyết. Còn Linh Lan đã phát biểu lên cộng đồng mạng như vậy rồi thì Linh Lan phải có trách nhiệm á, lên á phát biểu lại cho mọi người nghe cái vụ việc này mọi người đang quan tâm, kẻ lừa đảo đó là ai, người ta đang muốn biết cả kẻ lừa đảo Linh Lan là ai đó, công an có vô cuộc chưa, mà tại sao Linh Lan không phát biểu được, cái vấn đề nó là ở chỗ này, đúng không? Bây giờ cái người lừa đảo là ai mọi người cũng chưa biết nữa, Linh Lan có cho công an vô cuộc cũng chưa biết nữa, mà tại sao mà không phát biểu lại được cái lời nói của mình? Vậy là coi thường cộng đồng mạng này đúng không, coi thường mấy anh chị mạnh thường quân đúng không, coi thường mấy cái hạ cô chú bác trên cộng đồng mạng đúng không, đúng không cả nhà? Linh Lan nó phải là trẻ con đâu, một lời phát biểu của mình phải có trách nhiệm của mình. Tới đây là 2 tháng rồi, cái gì cũng xong rồi mà tại sao cái hạ công an á vô cuộc tìm cái kẻ lừa đảo đó, có tìm được chưa? Công an có vô cuộc chưa? Lừa đảo Linh Lan 100 triệu nè. Công an có vô cuộc chưa? Tại sao mà không lên xác minh lại cho mọi người nghe? Cái vụ lừa đảo 100 triệu này của Linh Lan á, ước gì á, mấy chú công an ở dưới Tân Lược á, mà coi được mấy cái video clip này á, vô cuộc giùm, hỏi giùm á, điều tra giùm á Linh Lan á, cái vụ người lừa đảo Linh Lan 100 triệu á, bữa hôm phát biểu ở chùa Giác Ngộ á, anh cố nghệ sĩ Vương Hoa Long mắc á, Linh Lan bị lừa đảo 100 triệu á. Ước gì mà mấy chú công an với Tân Lược á, mà nghe được cái video, mấy video clip này á,
Vô cuộc hỏi á, kiếm giúp giùm Linh Lan 100 triệu người lừa đảo là ai đi nha ha. Mấy chú công an ơi, vô cuộc giùm đi nha, chú công an ơi, nhà báo hay cái gì đó, xuống phỏng vấn Linh Lan nhiều nhiều đi để tìm cái kẻ người lừa đảo á, 100 triệu của Linh Lan là ai nha. Đó. Bị lừa đảo tới 100 triệu lận không ít đâu chú công an. Rồi em xin á, chia sẻ tiếp về cho cả nhà nghe nữa nè. Đó, mở miệng ra là hả, cô ta mở miệng ra nói như là hả, thương á, thương anh Nông lắm á. Em thương anh Nông dữ lắm á. Vậy á mà những kênh YouTube bi kia kìa, đó, công kích á, cha mẹ anh cố nghệ sĩ Vân Văn Long á, mà em cũng hả xem như là bạn vậy á, em xem nó như là bạn vậy á, bạn thân luôn vậy á, em đưa xe cho nó luôn nè, không biết phải không mà nha cả nhà. Đó, cái xe bữa hôm mà hả có người chạy một chiếc xe á, cái đó nha cả nhà, đó đậu á hả trước cửa nhà gì năm đó đó, cái bảng số đó luôn đó nha cả nhà. Đó, bên cái kênh của anh Phan Phong á có chụp cái hình á, cái hình nó thumbnail á, cái bảng số xe đó của ai nữa cả nhà. Đó, em thương anh Nông lắm á, mà những người mà công kích á, ba mẹ em á, em hay vẫn cho hả coi như là bạn vậy, thì còn cho mượn xe nữa đó, không biết có phải không nha cả nhà. Vô vô xem lại cái kênh của anh Phan Phong á, có bảng số xe, chụp hình đó, bảng số xe đó của ai nữa nha cả nhà. Trời ơi, mở miệng ra là thương anh Nông, câu trước câu sau là thương anh Nông lắm á, mà hả những người mà hả công kích ba mẹ anh Long như vậy á, mà vẫn tiếp chuyện á hả như là hả tiếp chuyện như là bạn thân luôn vậy á, trời ơi trên đời dưới thế bó tay luôn á. Em chưa từng thấy cái người hả người nào như cái người này vậy á cả nhà, bó tay bó chân mà bó toàn thân luôn, a còng chấm cơm luôn á, bó tới không còn gì bó luôn nha cả nhà. Bày đặt xạo 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 xạo, thương anh Long quá mà hả mấy người công kích cha mẹ anh Long á mà hả vẫn tiếp xạo vừa vừa thôi, chửi á, cha mẹ anh Long cho cố vô á, rồi hạ xuống bà đặt thắp nhang cho anh Long. Trời ơi, thắp nhang cho anh Long cũng may không phải giờ Linh á, tới giờ Linh á anh Long á hả là hạ dẫn đi không biết luôn á nha, coi chừng á cái miệng á hả hổng 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 hổng. Hai bác cái lớn tuổi rồi mà miệng á cũng mấy đứa đó hổng 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 hổng, công kích á, công kích xong hết cho đã rồi tới chị Á Dân, công kích chị Á Dân đó xong á tới con của chị Á Dân luôn, mấy đứa nhỏ con nít á vô tội cũng hả công kích luôn cha mẹ Như Mô Long, xong rồi á tới chị Á Dân rồi á công kích luôn mấy đứa nhỏ, trên nguyên cái cả cộng đồng mạng này nè, ai ai cũng thấy hết trơn á đó, mà vậy mà Linh Lan tiếp á như là người bạn vậy á đó. Còn á hả mời vô nhà cho tiếp á, vô nhà đó coi như là bạn vậy đó, thân thiết lắm hay sao vậy đó, thiệt là tình nó chịu nổi không cả nhà, có ai mở miệng ra mà nói thương chồng mà như vậy không, nói thiệt cả nhà, một người mà thương chồng á nha, mà người đó mà xúc phạm tới gia đình á, người mà mình thương hay người người bạn của mình, thôi đừng nói người chồng, xúc phạm tới người bạn của mình thôi đó là mình không muốn gặp, không muốn nhìn luôn rồi, gặp là mình không tiếp luôn rồi, chứ đừng có nói mà đó hả mà nói hả là hả mở miệng ra là thương thương anh Long, thương anh Long mà hả người ta công kích cha mẹ anh Long như vậy á mà hả cũng tiếp như vậy á, coi á trời ơi cái bộ mặt, cái mặt nạ này á đội không biết đội trên cái mặt này lâu năm lắm rồi, diễn á diễn cái đầu mà lòi cái đuôi không biết mệt hay sao á, thôi vừa vừa thôi đi, nguyên cả cộng đồng ai cũng biết hết trơn rồi, đừng có giả quá, đừng có giả quá, sống thật thật chút đi, có làm sao làm vậy đi cho người ta thương đó. Cái vụ 100 triệu nè, cái vụ 100 triệu nè, mau mau phát biểu lên cho mọi người nghe đi, người nào lừa đảo có hay không, đừng có im, không có im được đâu, không có qua được đâu, công an ở dưới Tân Lược á vô cuộc giùm cái vụ này nè sớm sớm luôn đi nha, cảm ơn mấy chú công an rất là nhiều luôn á, mấy anh chị nhà báo nào á vô á cuộc có hỏi cái vụ này đi, cái người lừa đảo Linh Lan á, như là vô tâm với sợ luôn, lừa tới 100 triệu của người ta đó cả nhà ơi, cô Linh Lan phát biểu 100 triệu bị lừa đảo á, người nào lừa đảo vô cái tài khoản ngân hàng điều tra giùm đi nha cả nhà ơi, có chú công an ơi vô điều tra cái ngân hàng tài khoản á đó, người lừa đảo 100 triệu của Linh Lan á, phát biểu chùa giác ngộ á, cho cái lừa đảo nào chuyển khoản qua 4 lần gì đó, cái chị nào đó chú công an với Tân Lược có vô cuộc giùm đi đó. Chứ hả mà cái vụ này lừa đảo 100 triệu mà đâu phải chuyện nhỏ đâu, tốt nhất là chú công an vô cuộc nhà báo rồi xuống phỏng vấn luôn đi em á, là hả có làm sao nói vậy, vẫn có sao nói vậy, sống thật chứ đừng có ảo ảo xạo xạo, có làm sao nói vậy thôi, phát biểu được là phải hả xác minh được cho mọi người nghe đó, chứ đừng có mà hả nói xong một chiều rồi hả là hả im 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 im. Cái cộng đồng mạng này á, là hạ toàn bộ á, là hạ cô chú bác người lớn tuổi trên này nè đó, mình phải biết tôn trọng người ta để cho người ta tôn trọng mình, cái gì cũng vậy đúng không các anh chị cô chú bác,
Chứ đừng có phát biểu một chiều rồi em, không có được đâu, 100 triệu người lừa đảo là ai? Phát biểu lại cho mọi người nghe, cộng đồng mạng nghe đi linh lang. Thôi cái chương trình của em là xin tạm dừng ở đây trước đi nha. Em xin hẹn lại các anh chị cô chú bác cái chương trình tiếp theo sau. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cô chú bác rất là nhiều đã tặng cho em gái những cái like xinh và những cái subscriber. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Thank you, em bye bye.